Xin chào anh chị, bài học này là cái bài học mà tiếp theo, đấy là khắc phục những cái hậu quả sau khủng hoảng xảy ra. Vâng, giả sử rằng chúng ta đã tìm mọi cách để xử lý nó, hoặc là chuyện đó làm nào để nó không thể xảy ra, nhưng mà điều đấy là không thể, nó vẫn xảy ra. Và khi xảy ra thì chúng ta đã khắc phục một phần, hoặc là khắc phục được hoàn toàn cái hậu quả của nó. Thì sau cái cuộc khủng hoảng đó thì chúng ta đều phải còn cái quá trình kinh doanh, cũng như là cái quá trình tiến lên phát triển, đúng không ạ? Thì có người thì sẽ lựa chọn là thôi, mình làm lại từ đầu. Có người thì ok, chẳng sao cả, đây là một bài học, nó cũng đau xót, chúng ta có thể là thay đổi, chúng ta rút kinh nghiệm. Có người thì mặc kệ nó, tiến tới, đúng không ạ? Có người thì dừng lại và suy nghĩ về con đường để chọn ra con đường tiếp theo. Thì như tôi đã nói là hoàn toàn phụ thuộc vào cái nguyên nhân và cái hậu quả thực tế chúng ta gặp phải. Có những vụ việc đơn giản chỉ mấy hôm là xong, có những vụ việc vài năm mới xong, có những vụ việc chết dấp ngay lập tức, đúng không? Vậy thì khắc phục hậu quả của khủng hoảng truyền thông thì chúng ta sẽ làm gì? Thì với quan điểm của tôi là cuộc sống còn dài, công việc kinh doanh vẫn còn phải tiếp diễn, đúng không? Sai thì sửa, chẳng có vấn đề gì cả. Đó, thế thì chúng ta sẽ có thể là làm những như thế nào? Thì thứ nhất là chúng ta có thể là tiếp tục làm việc với các đối tác truyền thông của chúng ta, như là báo chí, như là truyền hình, như là mạng xã hội, Facebook, Google, website, Zalo, vân vân. Đó, để có cái kế hoạch truyền thông sau bão, đúng không? Thế thì chúng ta truyền thông sau bão thì chúng ta phải truyền thông những cái thông điệp nó khác đi. Đấy, rồi chúng ta kết hợp với những cái chiến lược là ve sầu thoát xác chẳng hạn. Ve sầu thoát xác tức là sao? Tức là bây giờ tôi đang bán cái điện thoại này với thương hiệu là A, tôi sẽ vẫn sản xuất cái thương hiệu này nhưng tôi dán là B. Đấy là một cái cách đối với những cái thương hiệu mà nó không quá là lớn, đúng không? Và đấy là cái cách mà tôi gọi nó là gì ạ? Ve sầu thoát xác, tức là mình thay đổi thương hiệu, thay tên đổi họ, mình bán hàng sang thị trường khác, mình đợi chờ thị trường nó lắng lắng đi rồi mình lại tiếp tục bán trở lại, không có vấn đề gì cả. Đấy, giải pháp tiếp theo là mình sẽ tiếp tục làm việc với các cái nhà phân phối, các đại lý, các cái đối tác khách hàng của chúng ta, và chúng ta phải cố gắng là giữ chân, thuyết phục họ, giải thích cho họ những vấn đề mà chúng ta đã gặp phải một cách chân thành để cho họ hiểu, và chúng ta có những cái giải pháp, có những cái cam kết chắc chắn là để chuyện đấy nó không bao giờ tái diễn, không bao giờ xảy ra, và mong muốn họ tiếp tục ủng hộ mình, họ tiếp tục bán hàng, bán sản phẩm của mình, không để cho họ bỏ doanh nghiệp trong lúc khó khăn như thế này. Thì khi cái thời điểm khủng hoảng đấy xảy ra là chúng ta cần phải phải có một cái bộ phận, đúng không ạ? Chúng ta phải đi làm việc và đàm phán lại với khách hàng, rồi thì các đối tác, để cho họ hiểu vấn đề, hiểu một cách thực sự chứ không phải là giấu giếm. Và mình cũng phải có cái giải pháp là gì ạ? Cam kết rằng là tôi sẽ không bao giờ tái phạm, vân vân, đúng không? Hoặc là mình cũng có thể sử dụng cái giải pháp đấy là tung ra những cái chương trình khuyến mại hấp dẫn, tung ra những cái chương trình mà marketing quảng bá theo một cái hướng khác, tập trung vào những cái khía cạnh truyền thông mà trước đây mà chúng ta chưa từng khai thác, đúng không ạ? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang lúc mà dầu sôi lửa bỏng như thế này, chúng ta lại quảng cáo trên YouTube, quảng cáo trên Facebook thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều các lời comment. Thế nhưng mà chúng ta lại sản xuất TVC nhưng mà quảng cáo trên truyền hình, và quảng cáo theo một cái thông điệp truyền thông hoàn toàn khác, sử dụng rất nhiều những cái người nổi tiếng mà có uy tín mạnh, thậm chí là những người mà rất nổi tiếng nhưng mà được yêu quý nhưng mà lại có thể là không hiện diện tại Việt Nam chẳng hạn. Như cái cách mà tôi thấy là Tân Hiệp Phát sử dụng ca sĩ Phi Nhung đấy là, trong quảng cáo, tôi đánh giá cũng theo ý kiến cá nhân của tôi đánh giá rất là cao đó. Hoặc là chúng ta cũng có thể là sẽ tiếp tục làm những cái giải pháp công nghệ để vùi lại, để vùi lấp những cái bài viết, những cái nội dung mà nó xấu đi. Rồi thì chúng ta cũng thuyết phục người ta gỡ hết bài đi, gỡ một phần, gỡ dần dần. Rồi chúng ta cũng cứ liên tục gỡ cho bằng hết đi được là tốt nhất. Sau đó chúng ta viết đè lên, chúng ta làm SEO web, chúng ta chạy AdWords, chúng ta viết những cái trang web mới hoặc là những cái nội dung mới, thay đổi giao diện các thứ, để cho người ta vào, người ta thấy mọi thứ là mới mẻ hoàn toàn đi, thì người ta không liên tưởng đến cái sản phẩm cũ, thương hiệu cũ.
hoặc là cái vụ việc cũ nữa, rồi người ta cũng sẽ quên thôi mà, đúng không? Mọi thứ bây giờ quá là bận rộn, người ta không nhớ được hết đâu, người ta chỉ nhớ mang máng như thế. Trừ những người mà làm nghiên cứu và đào tạo, giảng dạy, tư vấn như tôi thì người mới nhớ sâu được nhiều tình tiết như thế. Còn thông thường mọi người chỉ nhớ là đấy, ví dụ như con ruồi nửa tỷ là chỉ biết là có một anh như thế này, rồi có cái vụ việc như thế, chả biết về sau nó như thế nào. Người ta cũng không để ý kỹ đâu, đúng không? Và một cái giải pháp cuối cùng mà tôi muốn mọi người cũng có thể là áp dụng để mà khắc phục cái hậu quả và xử lý cái hậu quả sau bão khủng hoảng truyền thông, đấy là chúng ta cũng cần phải tạo ra một cái kênh để mà có thể là liên kết, có thể là trò chuyện, có thể là chăm sóc khách hàng tốt. Trong những cái lúc khó khăn như thế thì chúng ta cứ phải dựa vào cái nguyên tắc là chúng ta để lắng xuống, sau bắt đầu chúng ta gửi tin nhắn, gửi Zalo, gửi Facebook gì gì đó, chúng ta trò chuyện với khách hàng để chúng ta duy trì cái mối quan hệ với họ và giúp họ hiểu rõ hơn về vụ việc. Và quan trọng hơn hết đấy là giúp họ hiểu rằng là chúng ta đã nhận sai, chúng ta sẽ khắc phục, chúng ta sẽ sửa đổi. Hãy cho tôi thời gian, đúng không ạ? Hãy cho tôi cái sự kiên nhẫn của bạn, bởi vì tôi sẵn sàng là thay đổi, tôi thực sự thay đổi. Tôi đã biết rằng tôi sai, đúng không ạ? Người ta nói rằng là không đánh người, chỉ người ta không đánh người chạy lại, chỉ đánh người chạy đi. Thì khi mà bạn đã thể hiện bạn như vậy rồi thì có thể là bạn sẽ có cơ hội. Và bạn cứ kiên trì với cơ hội như vậy thì bạn cũng có thể sẽ thành công, giống như là cách mà Tân Hiệp Phát đã làm lại với thương hiệu Dr. Thanh, một thương hiệu được bình chọn là thương hiệu quốc gia. Tôi nghĩ đấy là một cái sự nỗ lực rất là bền bỉ về mặt tài chính, trí tuệ cũng như là cái sự kiên nhẫn trong cái quá trình kinh doanh của thương hiệu. Thì vừa rồi tôi cũng vừa chia sẻ với các anh chị một số những cái giải pháp để có thể là các anh chị khắc phục cái hậu quả khủng hoảng truyền thông, hay còn gọi là thu dọn sau bão đấy, đúng không ạ? Cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, đúng không ạ? Hoa vẫn phải nở, cây cối vẫn phải xanh tươi. Dù sau bão người ta cũng có thể quật những ngôi nhà, quật những cái cây, nó sẽ hoang tàn sơ xác nhưng ngày mai trời lại sáng. Rồi ạ, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi cái bộ khóa học xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến này. Thì như tôi nói, đây là một cái bộ khóa học cũng dựa trên một cái bài giảng 2 ngày của tôi cho hai cái tập đoàn, và tôi cũng nói lại cho các anh chị và các bạn, có thể là cái nội dung nó cũng chưa được hoàn chỉnh, nó cũng chưa được xuất sắc, nên là rất mong nhận được cái sự đóng góp ý kiến của anh chị thêm, để từ đó tôi có thể quay thêm những cái bộ video khác nữa, hoặc là bổ sung thêm những bài học cho khóa học này. Và nếu như các anh chị gặp phải các vấn đề về khủng hoảng truyền thông cho thương hiệu, doanh nghiệp hoặc các cá nhân thì các anh chị có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp thêm, bởi vì bản thân tôi đã tham gia trợ giúp cho một số các vụ việc rồi nên tôi cũng có một chút kinh nghiệm. Vâng, xin được cảm ơn các anh chị một lần nữa, xin chúc các anh chị thành công, xin chúc các anh chị kinh doanh một cách tuyệt vời, một cách bền vững và không bao giờ bị khủng hoảng truyền thông, bởi vì chúng ta kinh doanh bằng sự tử tế. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các bài học và các cái video khác. Xin cảm ơn.